Hiện nay, pháp luật quy định thẩm quyền giải quyết căn cứ theo người có giấy tờ về đất. Trong khi đó, các giấy tờ về đất chỉ có một bản gốc duy nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và thường do một bên tranh chấp giữ. Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như thế nào? Phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Phan Kế Hiền, công ty luật Bảo Tín. Thưa sư, hiện nay thì pháp luật căn cứ vào việc là giải quyết vấn đề tranh chấp dựa trên người có giấy tờ về đất đai. Trong khi đó thì các cái giấy tờ đất đai chỉ có một bản gốc duy nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và thường do một bên tranh chấp giữ. Vậy thì điều này đã gây ra những bất cập như thế nào ạ? Thì đương nhiên thì theo luật pháp quy định thì đối với cấp bìa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhà nước chỉ được cấp duy nhất một bản cho một chủ thể là chủ thể hợp pháp đối với tài sản bất động sản, để tránh trường hợp cấp nhiều bìa xảy ra những vấn đề tranh chấp, những vấn đề giao dịch dân sự không đáng có. Tôi lấy ví dụ như là một bìa chỉ được phép thế chấp với một ngân hàng. Tuy nhiên khi trong quá trình xảy ra một tranh chấp vụ án thì bìa giấy chứng nhận đó chỉ là một phần thôi, người ta còn phải dựa vào rất nhiều các tài liệu chứng cứ khác, về ví dụ như là đương sự đó có trực tiếp quản lý sử dụng ổn định lâu dài đối với bất động sản hay không. Ngoài ra còn xem xét về các tài sản và các vấn đề về chứng cứ tài liệu liên quan hồ sơ bất động sản về đất đai để xem xét về tranh chấp về bất động sản. Vậy thì để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải có giải pháp như thế nào? Có rất nhiều vụ án tôi tham gia, vị trí A tức là nhà của một người ở vị trí A, tuy nhiên lại được cấp bìa sang nhà hàng xóm. Đây là vấn đề xảy ra mâu thuẫn, và khi mà các đương sự không thể giải quyết hòa giải được tại địa phương, tại chính quyền cơ sở, thì các bên sẽ phải khởi kiện một vụ án về đòi lại tài sản theo quy định của luật pháp, thì đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Trong lúc này thì cái người đang được cấp bìa đó, tuy nhiên theo luật thì đúng là họ đang được cấp bìa, họ đang là chủ sở hữu tài sản thực sự, được nhà nước cấp một chứng thư, đó là giấy chứng nhận được trên cái bìa đó họ là chủ tài sản. Tuy vậy, để đòi được quyền lợi của mình thì cái người chủ tài sản thực sự đang ở trên đất đó, người ta phải có các tài liệu khác. Tôi lấy ví dụ như là họ có tài liệu chứng minh về việc họ sử dụng ổn định lâu dài trên tài sản đó, có nguồn gốc hồ sơ về hồ sơ đất đai để chứng minh rằng đây là tài sản hợp pháp của họ, mà chẳng qua việc cấp bìa đó chỉ được cấp bìa nhầm ấy thôi. Đây là một vụ án này tôi đã xảy ra tham gia rất nhiều vấn đề tranh chấp. Do đó thì các đương sự để đòi được quyền lợi của mình thì bên cạnh việc tự chứng minh còn phải tự đi thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan đến nguồn gốc tài liệu hồ sơ đất đai của mình để đòi lại quyền lợi hợp pháp.